Rau nhà mình phun hết thuốc rồi thì lấy đâu ra sâu mà mẹ bảo mình đi bắt nhỉ? Kỳ lạ thật đấy. La 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 la. Ơ, sao không có nhỉ? Lên đây thử xem. Ơ, chưa bắt mà đã đầy vỏ sâu rồi. Cám ơi. Dạ, em trông giúp chị nhé. Chị đi gội đầu cái, đồ khó chịu quá. Dạ, chị đi đi. Nhớ đừng có đổ vỏ của chị đấy nhé. Dạ vâng, chị cứ đi đi. Ái chà, thời cơ của mình tới rồi. Chị tắm đi lâu chút nhé, để em lấy hết sâu của chị đã. Ây da, đau quá. Chị biết, sớm muộn gì em cũng ngứa tay mà. Á à, sập bẫy rồi. Mẹ ơi, tay tôi. Cám, cám ơi. Cám, về thôi em. Chết rồi hả? Tao đã bảo với mày là đừng động vào vỏ sâu của tao rồi cơ mà. Mẹ mày mà biết chắc sẽ đau khổ lắm đây. Hả? Tao bảo chúng mày đi bắt sâu chứ bảo hai đứa chúng mày đi nghỉ dưỡng thế này hả? Dì ơi, em cám bị rắn cắn mất rồi. Mày nói cái gì cơ? Cám, con tôi. Mậu đưa nó về gọi thầy Lang nhanh lên. Dạ. Khổ thân con tôi. Ui con ơi. Con mà làm sao thì mẹ không sống nổi mất. Cám mà nó có mệnh hệ gì là mày chết với tao nhé. Con kia. Ui thương quá. Chắc không sao đâu gì ạ. À? Nó chỉ là con rắn nước. Chắc là cám sợ quá nên ngất đi thôi ạ. À? Loa 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 loa. Nhà vua tuyển vợ. Nhà vua tuyển vợ. Con gái tôi. Ơ ơ. Nhà vua tuyển vợ kìa mẹ ơi. Ơ à, tao tưởng mày bị rắn cắn sắp nghẽo rồi. Ơ à. Ừ nhỉ. Bị rắn cắn mà. Ừ. Cám ơi. Em mà không dậy là chị đi nộp hồ sơ trước đấy. Hả? Còn lâu nha. Em đi trước đây. Con này lạ nhỉ. Thế chị ở nhà nhé. Con cũng đi chuẩn bị hồ sơ, không muộn à. Này, đi đâu mà đi. Mày đi theo tao, nhá. À, chị ơi. Cây khế này nó bẩn quá. Ở nhà, lau sạch hết lá trên cây khế. Rồi đi đâu thì đi, còn nha. Hù với chả sơn, vừa va vừa vẩn. Bao giờ mới lau hết chứ. Mà không được, mình phải hỏi chị Tâm bí kíp của một làn da trắng mới được. Chị Tâm, chị Tâm ơi, chị chỉ cho em cách có một làn da trắng như chị nha. Thì ra mày cũng muốn có một làn da đẹp sao? À, được thôi, thế thì đi cùng chị. Nhanh lên. Ôi, từ từ. Tới rồi đây. Ồ, chị pha sẵn nước tắm trắng cho em rồi đấy. Em tắm đi. Dạ, em cảm ơn chị. Phải đẹp thì hoàng thượng mới thích. À, trắng quá, trắng quá. Da mình sắp trắng như ngọc trinh rồi. Cám này, chị sẽ cho em thật trắng và đẹp nhé. Thật tuyệt. Chẳng mấy chốc là da em sẽ trắng không tì vết đấy. Em tắm đi nhé, chị vào nhà chút đã. Dạ. Sao ngứa thế này nhỉ? Chết rồi. Mẹ ơi. Mẹ. Úi trời ơi, bữa nhà mình phỏng phào thế nhờ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Thế làm sao đấy? Mặt con, tay con ngứa quá. Thế nghịch dại cái gì mà người như thế này? Ngứa quá. Hay là con tắm hại mày đúng không? Ê, không phải. Không đâu dì ơi. Là do con không để ý nên để em cám dùng tắm trắng sai cách ạ. À? Con xin lỗi. Thế chắc là tại
nội em Cám nha. Nghịch lắm con ạ. Con không biết mà. Chết rồi, hay là mày bị ghẻ đấy. Vào nhà mẹ bôi thuốc cho. Dạ, đi cẩn thận em nha. Còn với chẳng cái, nghịch quá là nghịch. Giấy đăng ký dự thi Nguyễn Ngọc Cám. Mẹ ơi, bây giờ mặt mũi con thế này thì nộp hồ sơ kiểu gì? Nhìn ảnh mày thì đẹp đấy, nhưng mà chữ như con run con ạ. Ôi, này, Tấm, mày đi nộp hồ sơ cho em Cám đi, nhá. Nó thế này thì đi làm sao được? Dạ vâng ạ. Ui, vào kia mẹ bôi thuốc ghẻ cho. Con không ghẻ, ngứa thôi. Ngứa là ghẻ rồi con. Không phải mà. Cám à, giấy đăng ký dự thi của em á, thế này mới đúng vị trí chứ. Nhìn có khác, chẳng ai dám nộp hồ sơ cho hoàng thượng nhỉ. Đây ạ. Dạ, có em nộp hồ sơ ạ. Ờ, được. Dịch giả thế này đàn ế. Xin nha. Dạ vâng, thế có gì anh phone cho em nhé. Em về đây. Bye bye. Có thực phẩm sạch rồi, mẹ thông báo cho hoàng thượng thôi. Hoàng thượng ơi, có người nộp hồ sơ rồi nè. Đâu, mang đây ta xem nào. Trông cũng ngọt nước vết nhỉ. Uầy, hai em này hớn đấy. Đi điều ngay về đây cho trẫm. Nhanh chân, hoàng thượng thích là được, em đi luôn đây. Được, thằng này khá, về trẫm thưởng. Ui, chẳng thế. Vào đây. Hoàng thượng ơi, tới rồi. Hoàng thượng, ngẩng mặt lên đi, đến hết rồi. Hả, đâu. Ui. Chúng câu tì, chào thánh thượng ạ. Nhưng mà pháp luật quy định chỉ được lấy một vợ. Ta biết chọn ai đây? Em này, em tới đây. Ôi trời ơi, chị Tâm. Hả, nàng. Tránh ra. Đứng dậy đi nàng. Anh Hoàng. Cô làm cái trò gì đấy hả? Em có biết gì đâu. Em không làm gì mà. Chính mắt tôi nhìn thấy cô đẩy nàng ấy. Thế mà còn cãi à? Cái gì mà ơ? Đi nhanh. Về nhà mà ơ đi nhé. Không sao, giờ có ta rồi. Dạ. Ra nhanh. Đi về nhà nhanh lên. Ui da. Mình có làm gì đâu. Chị Tâm hãm hại mình. Mình về mình phô mẹ Cám. Tao bảo chúng mày đi bắt sâu, chứ có bảo chúng mày ra đây ngủ không hả? Hai cái đứa này. Mà không được, mình phải hỏi chị Tâm bí kíp có một làn da trắng mới được. Này Tấm, mày đi lộp hồ sơ cho em Cám đi nhá. Nó thế này nó đi làm sao được. Dạ vâng ạ. Vào kia mẹ bôi thuốc ghẻ cho. Không ghẻ, ngứa thôi. Ghẻ nó ngứa rồi con.